Chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững dành cho lãnh đạo, chuyên viên ngành tài nguyên môi trường của thành phố Đà Nẵng, cán bộ chuyên viên các sở ngành của thành phố, lãnh đạo chủ chốt các xã phường, cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực 3 và Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8, các học viên sẽ được cập nhật kiến thức về quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững nâng cao nhận thức tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ở việt nam trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cập nhật kiến thức thông tin về thực trạng tài nguyên thiên nhiên những vấn đề nóng về bảo vệ môi trường của việt nam hiện nay những định hướng quan trọng của đảng về phát triển mô hình nền kinh tế tuần hoàng kinh tế xanh ở việt nam phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ môi trường những tác động của vấn đề ô nhiễm môi trường đến sinh kế của người dân và gợi ý chính sách đối với đà nẵng lớp tập huấn cũng là diễn đàn để các học viên gặp gỡ trao đổi thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm những khó khăn vướng mắt và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đà nẵng